Hello anh em mình nhé. Sáng nay toàn tiếp tục đi núi này anh em ha. Thì toàn sẽ đi dọc hai bên này này. Hai bên này nó đường luồn nó là dạng như sạt lở này. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái phôi quái và duyên nha anh em ha. Nó có chân rễ thì mình cắt cho nó nhanh. Sẵn gì mình làm siêu mini hạt quái hay là những cây lớn, có cây lớn thì mình lấy lớn nha anh em ha. Mỗi lần mà nó xói mòn nó sẽ ra những cái rễ như thế này. Rất là duyên. Mình coi có cái rễ nào thì mình lấy. Tiếp tục hành trình thì mình đi nhé. Mình đi thì mình sẽ quay được cái cây nào thì mình sẽ quay cho anh em mình xem. Kiểu như thế này. Nghe anh em ha. Mình sẽ phát hiện cây nào thì mình quay cho anh em mình xem nhé. Nếu mà mình chơi siêu mini thì những dạng quái như thế này cũng rất là hay này. Cây này người ta gọi là cây dì ốc này. Rớt xuống một cái rễ nó móc lên anh em không? Siêu mini này. Cái này thì cái dũ dễ này, dễ tàn nó bay ra này. Anh em thấy không? Những dạng này anh em mình thích thì trọt hai trọt ba trọt là nó ra được một cây siêu mini chơi này. Cái dòng này trái ăn rất là ngon nhé. Cái này cây thị lõ nồi nè anh em. Mấy cây nhỏ này lúc nào mình rút mình rảnh thì mình đào nha anh em ha. Giờ mình tiếp tục đi thôi. Ở đây nha anh em. Vẫn còn mệt anh em ơi. Thì mình đào được một cái phôi vú dĩa nè. Thì khi nó nằm á thì nó nằm dáng bò này này. Lúc mình nhìn mình thấy nó thì nó cái tàn nó bay lên mình cứ tưởng là dáng trực lách rồi vậy. Nhưng mà khi mình biết được mình đào là nó bò như thế này nè. Nó bò là cái thân của nó nứt ra rễ luôn nè anh em. Đó, rồi nó ngóc lên có một đoạn chỗ đây. Đó, cái này cái vú dĩa nha. Vú dĩa gò mà nó bay lên như vậy là nó nằm là lúc nó đào nó nằm vậy này. Một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, nó bò lên vậy. Rễ cám này rất là nhiều. Cái này thích thì mình đem mình cắt ngắn mình làm kiểu dạng như cụm rừng bò ngang nằm này. Cắt ngắn đây. Nè, rễ nó vẫn nằm ở tới đây luôn nè anh em thấy không? Thì mình cho nó nằm bò lên thân mình nuôi. Trồng chậu dài. Còn ông thì mình dựng đứng lên. Còn đứng lên mình để bộ tàn như thế này cho nó bay. Nhưng mà theo toàn nghĩ thì nên cắt anh em ha. Toàn quay cho anh em mình xem thì toàn sẽ cắt tới đây. Về mình ép vô một cái chậu mình làm một cái rừng dễ nha anh em ha. Đó. Tí nữa toàn sẽ cắt nha anh em ha. Mình cầm nó dễ mà về mình trồng đúng cái thế bò của nó nữa. Ra gồm rừng. Rồi tiếp tục toàn sẽ đi, toàn sẽ được cái nào nữa toàn sẽ quay anh em mình xem nha. Mình lại tiếp tục phát hiện một phôi vú dĩa nha anh em ha. Đó, sáng nay thì đi tìm bonsai nhưng mà cái mục đích chính của mình đi tìm cái phôi vú dĩa nha anh em ha. Tại mùa này phôi vú dĩa nó già này, nó đang trái nên là về mình trồng rất là dễ sống và cái cây này cũng rất là quen thuộc đối với anh em mình chơi bonsai, nó cũng rất là hay nha anh em ha. Lá nó cũng đẹp, trái cũng đẹp, trái chín ăn rất là ngon luôn. Thì nãy mình đã đào một phôi rồi, xong rồi mình đã để trên kia. Giờ mình phát hiện một phôi này tuy nhỏ nhưng mà nó rất là lách nha. Với lại nó đang trái nè, quay cho anh em mình xem nè. Đó, toàn mới hái một trái toàn ăn rồi. Còn mấy trái này tí nữa mình ăn sâu. Đi rừng rồi đói bụng hái vô gì ăn cũng được nha anh em. Nó nhỏ thôi. Cỡ ngón chân cái thôi nha em. Nhưng mà nó lách dưới cành nữa nè. Nó lách nè, nó bay qua nè, rất là đẹp nha. Mình khó nhất cái tầng bay nè. Để mình coi cái bộ đế nó như thế nào mình đào lên. Rồi về thảo tác cho nó nha anh em ha. Cái này cũng đào nhanh thôi, dễ đào thôi nha anh em. Ok, mình đào lên xong sẽ quay cho anh em mình xem nhé. Đây, mình đào em nó lên rồi nha cả nhà ha. Đó, được hai cái rễ cám, ba cái rễ cám này. Với một cái rễ cọc đi xuống nè. Nhìn em nó nhỏ gọn vậy thôi chứ bay lách rất là đẹp nha. Anh em mình trồng đổ cũng được nè, không? Bay lách ghê chưa? Tự nhiên nha, trồng đổ được nha. Đổ xuống như thế này nè, đó. Tay cành nó lách tự nhiên như vậy đó. Bộ tàng nó bay này. Mình gom hai rễ này lại mình trồng đổ nè. Cực kỳ hay luôn nha anh em. Về gọt lại bớt trần đổ, đưa hai ba cần kẽm bị xuống, còn không anh em mình trồng nó dựng lên như thế này cũng được. Rất là hay này. Phụ thứ hai nha anh em. Rồi tiếp tục thôi. Mình đi rừng thì nếu mà đúng chắc mà cái nơi có vú dĩa nhiều thì nó cũng nhiều phôi rất là quái nha anh em. Mấy mùa khác mình không đào bởi vì nó chưa già cây. Bữa nay nó già nè, nó đang lá già. Đang cho trái này, đào rất là ok luôn. Rồi, tiếp tục đi thôi nha anh em. Đây nha cả nhà, nãy giờ toàn
phát hiện cây vũ dẻ này, nhưng mà toàn cắt gọn rồi hết, để tí đồng quay cho anh em mình dễ xem. Đó, thì cây này nó dạng bay ra, nó nằm trong vách đá đó, nó bay ra nó luồn 2-3 cái rễ này, cũng là vũ dẻ nha. Cây này nó già đến mức mà nó lên cái lũa thép, cái cù lũa thép nó này, nó bay bay từ dưới bay lên anh em ha. Đó, bay dưới nó bay lên trong một đá, nó hồi ra nó có một con rễ đen đi ngang qua, nước mầm lên luôn, nước những cái chi nhỏ nhỏ lên, thì cái rễ nhỏ đó đi ngang qua nó toàn cắt rồi. Giờ nó còn một cái rễ cọc với ít rễ cám bên trong nữa này. Đây anh em, nó lên cái lũa này, nó già, nó tạo lũa luôn. Anh em thấy dưới tờ không? Đó, thân già đi sâu trong này. Giờ, xung quanh này nó vẫn có rễ nha. Rễ này, anh em thấy rễ nó đâu? Rễ này còn vô tình còn cắt bấm mất rồi. Không xa đâu nha anh em, nó có một cái rễ chỗ đây nè, rễ nằm ở đây nè, rễ cám rất là nhiều luôn nè, nước chi lên luôn nè. Giờ toàn tắt máy, toàn sẽ lấy nó ra rồi toàn quay cho anh em mình xem nha. Đó, nó nằm dáng bay ra dàn vậy đây, toàn vừa đào nó ra xong nha anh em ha, nó già cực kỳ già nha, già ra lũa. Còn phần dưới thì toàn cắt được hai cái rễ, hai rễ này với ít rễ nhỏ với một phần rễ cám này. Đó, còn cầm lên thì cái dáng nó lúc nó nằm là nó đâm sâu trong, nó bay ra như thế này. Đó, nó nằm bay sâu đó. Đó, anh em thấy không? Bay ra nó cắm như trong đấy đó. Bay ra. Này mình về mình trồng xuống một cái chậu cao cao, mình cho nó bay ra như thế này cũng rất là hay nha. Bộ tàng ở đây. Đó, trồng cho nó bay ra như vậy nha anh em. Rồi tiếp tục nha anh em. Nhìn thì nó xấu rồi chứ anh em, mình về trồng đúng cái thế như nó mọc ở rừng anh em, mình trồng cho nó bay lên nhìn rất là hay nhé, rất là già luôn. Rồi lại tiếp tục nha anh em, mình tranh thủ lấy một hai phôi nữa thì mình về, chứ bắt đầu trưa rồi, bây giờ cũng trưa rồi nha anh em. Thì hôm sau mình lấy tiếp thôi nè, tại vì rừng này anh em mình cứ tìm thì nó rất là nhiều luôn đó. Lát đác anh em mình đi một xíu là thấy, anh em mình đi một xíu là thấy. Vấn đề là cái cốt của nó không duyên hay là nó nhỏ quá nhỏ cây đi. Đó, tìm những cái cốt nào nó duyên thì mình lấy thôi anh em. Rừng này nhiều lắm, anh em yên tâm. Sông hồ nè, dòng sông nó mát. Cái này cái dĩ ốc nè anh em, mà nó thẳng quá, nó có rễ duyên duyên xíu rồi lấy. Đó, cực kỳ mát luôn. Sông hồ rất là đẹp nha anh em. Giờ là 11 giờ nha anh em, tranh thủ mình lấy 1 cây 2 cây nữa đi, mình xuống núi mình về được rồi. Này, anh em mình cứ đi lát đát sơ sơ đây là có, là thấy cái dòng chim chim vũ dẻ này. Nhưng mà vấn đề là tìm một cái cây đẹp không, không phải là lúc nào cũng có liền đâu nha anh em. Thì tại vì cái dòng nó hay lên lùm, cây này nó lên lùm này. Thôi lên lùm mình em phải không, lên 3-4 thân đi lên này. Mình kiếm hàng cốt nha anh em. Đây như vậy này, nó bay trong kia ra, mình kiếm cái hàng cốt mình lấy. Ui, anh em mình thấy vũ dẻ nó lên 3-4 chùm không? Cái cốt này không biết nó to không nha, trái nó rụng xuống nè. Mình coi cốt trước xong mình ra mình cho anh em mình xem cái trái nó nha. Cốt này thì nhỏ nha anh em, nhỏ nhưng mà cái tàn nó cao. Cây trên núi nó đủ chắc, nó lớn nhanh nha anh em. Nhìn nè, cái mùa, cái bộ tàn ở đây nha, trái nó này 2 chùm, 3 chùm, 1 chùm, nó gần chục trái nha anh em. Đó, chùm nó này, tổng đếm anh em được bao nhiêu trái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trái. 2-3 chùm này về cho con cu con nhẹ nha anh em. Bao đẹp luôn. Đây cho anh em mình trồng ở nhà mà nó ra trái như thế này thì quá đẹp luôn. Cái lá nó cũng thơm, trái nó cũng thơm mà ăn rất là ngọt luôn. Rồi, tiếp tục nha anh em, tiếp tục đi thôi. 3 chùm này hái gì? Toàn phát tìm vũ dẻ thì phát hiện ra một cái rễ dúi nhìn cũng rất là hay nè anh em. Anh em thấy cái rễ dúi không? Nó xói mòn ra nè. Rễ nó đi sâu xuống đây nè. Đó, nó cong lên trên. Nó cong lên trên như vậy. Còn cái cây nó thì nó cao lên trên kia. Đó, cái này nếu mà anh em mình chỉ cần chọn phát là nó ra này,
Đây là cái tàn nằm dưới nó này. Đó. Thân nó ngay đây, còn quay cho anh em mình xem. Đó, cái thân này. Cái thân này nó như cái bước chân thôi. Cắt chỉ cần chọn một cái lấy cái xe ben chọn phát là nó rớt ra thôi. Chọn một phát là nó rớt ra này. Chú toàn tí đây, còn cho anh em mình xem, anh em nào thích thì bữa nào toàn lấy cho anh em nha. Đó. Cái góc nó nè anh em. Góc nó nè. Đó, góc nó đó. Còn nó mình chỉ cần chọt cái đầy cái này nó rớt ra nè. Rớt hết cái rễ ra luôn. Nó đi xuống như thế này. Xiên quẹo từ lên mưa luôn. À, hay quá. Toàn lại phát hiện một cái rễ con nó nước mầm đây. Rễ, dúi này anh em, một cái rễ con nước mầm. Cái này thì đơn giản. Cái này đơn giản, mình cắt cái rễ mình cầm về. Mình có một cây mini chơi nè anh em. Cái lớn thì bữa nào anh em có thích lấy toàn cắt cái rễ nhỏ này toàn chơi nha. Đơn giản, khư khư, sâu sâu một chiếu. Nó lộ ra anh em ha. Quái gì chưa. Nó sát mẹ nó rồi đây. Rồi lấy cái rễ dúi này nữa thì anh em mình về nha. Đây, toàn cắt này. Dúi thì nó mập vẫn nứt từ rễ được nha anh em. Cho nên là mình lấy sâu sâu xuống cỡ này là mình cắt được rồi. Đó, rễ nó đây. Rồi, khu chỗ này. Lấy cho mình sống chỗ này. Trong đây cũng là một cái rễ đi dài. Chứ không phải cái thân anh em ơi. Coi thì nó có đi ngược lại không. Ngược lại có nghĩa là nó hai đầu nó đều có rễ nha anh em. Hai đầu đều có rễ. Ờ là cái rễ nhỏ này mình mới cắt không à. Hai đầu có rễ thì mình trồng bắt cầu. Rễ đây to hơn. Đi sâu vô trong. Thử sâu một xíu nữa đồng người. Cho dễ cắt nha anh em. Kiểu nó vậy, mình trồng bắt cầu thôi anh em. Đây, toàn sẽ cắt tới ngay khúc đây thì về toàn trồng bắt cầu này. Rễ này trồng bắt cầu hay nha, hai đầu đều là rễ nha, hai đầu đều đã ra rễ cám nha. Rồi, toàn tắt toàn rễ, đó toàn sẽ bên trọt rõ nhanh nha anh em. Lâu quá. Đó, dây trồng bắt cầu bao hay luôn. Lên rồi anh em thấy không? Còn rễ lớn. Rễ lớn này anh em nào thích thì cậy sâu. Còn chơi cái rễ nhỏ này. Trồng bắt cầu. Trồng hai cầu hai bên. Nước mầm ở giữa bao đẹp. Dúi nha anh em, dúi này. Rồi, dạo dạo xíu nữa mấy cái vật vật đây có gì nữa thì lấy, rồi không có thì mình rút thôi anh em. Cái này cái rễ của cây. Anh em mình coi mấy cái rễ này. Này chiều xuân này, năm mùa này già đang ra bông này. Chiều xuân ra bông rất là thơm nha anh em. Có những cái rễ rất là hay này, không biết coi gì. Anh em mình nhìn cái vực này thì nó nhiều cái rễ nó xói ra rất là duyên cây nha anh em. Rễ này rễ cây trầm thị thị lộ nồi này. Lúc một mầm nhỏ anh em thấy không? Cái này, cái thị lộ nồi này. Cái vực nó như thế này nè anh em thấy không? Cái thị lộ nồi này. Có một cái rễ dài xuống xấu này. Này rễ của cây chiều xuân này. Đây có cây chim chim này. Đang trái nè anh em. Chim đang trái này.
cột cốt thử nhanh em. Kẹt trong cái cục đá kia, kẹt trong cục đá thì nó hơi khó lấy. Vực bên đây không có gì, qua vực bên đây nhanh em. Mình đi theo mấy vực này mình cách những cái gì nó duyên duyên thì về mình trồng nó nhanh ra coi nha anh em ha. Mình thích cái hệ quái. Cái này cái gì đổ một cái dài nhỏ quá. Đó, cái vực này anh em nhìn không, thường là chỉ xóa ra những cái cây rất là hay. Đây là cái dưới này, dú này nhỏ quá mà nó nứt lên như thế này nè. Dú này anh em không, dú này nó nhỏ nè. Nếu anh em mà thích mini thì đào mini thì đào nhỏ lắm, nó nhỏ sợ đào lên nó ở nằm phía dưới nó không duyên nha nè. Còn như cái rễ nãy là nó cực kỳ duyên, nó cực kỳ lạ, nó lạ rồi mình về mình tạo tác nó cũng đơn giản. Đây có cây ổi, bữa anh em nào hỏi cây ổi ta. Ổi này ổi gò này. Ổi gò này anh em. Ổi gò này ha. Lá của cây ổi gò này. Nó bay bay dáng trực. Lách của đời ba cũng thân mà không biết. Thân này thân ngã nó nằm qua anh em, cũng không đẹp nữa. Trên kia có mấy phôi dĩ ốc anh em mình nhìn nó rớt xuống quái quái anh em thấy không? Đó, nó rớt đổ quái 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 xuống. Cho thằng tìm đường còn vô cái. Để tắt máy cái lại nha anh em. Nãy toàn đu lên rồi mà không có gì nên quyết định xuống nha anh em. Giờ trưa rồi. Đây, sáng nay được 3 phôi dũ dĩ với 1 phôi dũ nha anh em. Rồi, chắc là toàn chạy xuống. Xuống thôi. Hôm sau mình đi tiếp nha anh em. Mỗi ngày mình đơn giản như vậy thôi, đi lấy sức khỏe nha anh em. Đó, sẵn có phô nào hay hay thì mình lấy. Thôi toàn xin phép xuống video, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là niềm vui sức khỏe nha. Rồi xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha.